sẽ có cái buổi họp cuối cùng ha. À, bữa nay mình sẽ làm bài tập của cái phần từ trường nè. Rồi trước khi làm bài tập thì mình nhắc lại một chút xíu về lý thuyết ha. Đây đây là cái nội dung của cái phần từ trường chương 8. Ở đây mình có 5 phần, nhưng mà mình chỉ tập trung vào những cái phần chính thôi ha. À, phần 1 là kiến thức cấp 3, không có làm bài tập nè. À, mình sẽ có dạng bài thứ nhất là tìm từ trường do các loại dòng điện sinh ra, tức là tìm cái vector B, vector cảm ứng từ ha. À, dạng bài chính thứ hai đó là bài về tìm lực từ, tức là tìm cái sự tương tác giữa từ trường với lại một cái dòng điện hay là một cái điện tích khác. Đó. Đó là hai cái dạng bài chính nha, là phần 2 và phần 5. Và tất nhiên sẽ có những cái dạng bài phụ nho nhỏ, ví dụ như là phần 3 định lý Gauss, tức là phần mà yêu cầu mình phải tính từ thông á, thông lượng của vector B vào một cái mặt S nào đấy. Đó. Rồi phần 4 là cái phần này là tính định lý Ampere, là nó dùng để áp dụng cho cái tìm từ trường cho các loại dòng điện phức tạp sinh ra, nhưng phần này nó khó. Thì cô có nói là mình giảm tải ha. Rồi, bây giờ về phần bài tập thứ nhất nè, liên quan đến tìm từ trường. Thì ở đây hôm trước mình học lý thuyết nè. Mình có cái phần slide số 9 và số 10 nè. Là trong những hai slide này là mình sẽ có những cái công thức dùng để tính được cái độ lớn của vector B, độ lớn của cảm ứng từ do các loại dòng điện khác nhau sinh ra. Mà trong đó cái slide số 9 là nó cơ bản lắm nha mấy bạn, phải chú ý nha, vì slide số 9 là nó đề cập đến dòng điện thẳng, dòng điện tròn là hai cái loại dòng điện mà phổ biến nhất. Còn slide số 10 ấy, thì nó sẽ có một số loại dòng điện mà nó nói chung là nó ít phổ biến hơn. Cô không biết là đề thi thì hên xui ha, có thể là không, nhưng mà mình học thì mình cứ học hết thôi. Nhưng mà chủ yếu là mình tập trung vào slide số 9 với cô. Thì giờ nhắc lại slide số 9 nè. Đây mình sẽ có dòng điện thẳng nè, rồi dòng điện tròn. À, một cái bài toán thường nó sẽ kết hợp cả hai cái dòng điện này trong một bài. Ví dụ như là mình ở trong sách bài tập mình có cái dạng bài mà rất là cơ bản nè. Đây. À, ví dụ như là bài số 10 này chẳng hạn ha, là kết hợp của một cái phần là dòng điện tròn, một phần là dòng điện thẳng. Mà tất nhiên cũng có những cái bài mà nó chỉ có tròn hoặc thẳng thôi ha. Đó. Ở đây với dòng điện thẳng ha thì mình sẽ có hai cái công thức để tìm độ lớn của cảm ứng từ B tại một cái điểm nào đó. À, công thức tổng quát là công thức đầu tiên đây nè. Trong công thức tổng quát này thì mình tìm từ trường tại điểm M nè, cách dòng điện một cái đoạn là R. À, công thức này là nó khó nhất là chỗ nào, các bạn còn nhớ không? Hôm trước mình học lý thuyết, bạn nào còn nhớ? À, đúng rồi, khó nhất là chỗ là xác định hai cái góc theta 1, theta 2 trong công thức này. Xác định đúng thì tất nhiên mình mới làm đúng được. Thì đây cô nhắc lại ha, tại phần này nó quan trọng nên chú ý nè, là cái góc theta 1 và theta 2 á trong công thức này nha, thì theo cái hình của cô, nhưng mà nếu là sách bài tập thì nó lại là công thức khác và nó là cái hình khác. Nhưng các bạn chú ý khi mình dùng công thức nào thì mình phải lấy cái hình tương ứng với công thức đó. Với công thức này của cô thì mình sẽ có góc theta một nằm ở cái điểm đầu của dòng điện, và theta hai nằm ở điểm cuối. Đầu cuối là gì? Mình có cái chiều của dòng điện nè, luôn luôn dòng điện nó có cái chiều, thì đầu là đây mà cuối là đây, đúng không? Rồi, mà cái góc này là cái góc mà hợp bởi hai cái vector. À, là vector thứ nhất là vector y là dòng điện, và thứ hai là vector r nhỏ là vector vị trí. Đó. Thì với cái góc theta một nằm ở đầu dòng điện thì mình có vector y là có sẵn rồi, là vector r nhỏ là vector vị trí, là vector mà nó nối từ dòng điện ra đến cái điểm m nơi mình muốn tìm từ trường. Cho nên luôn luôn mình sẽ vẽ được. Còn tất nhiên mình làm bài quen thì mình không cần phải vẽ ha, mình có thể hình dung được ha. Đây là vector R. Cái vector màu đỏ nha, là vector
R nhỏ, vectơ vị trí của dòng điện. Đó, cho nên là góc theta 1 mình có thể xác định được. Thì tương tự như vậy, góc theta 2 nằm ở cuối của dòng điện, nó cũng là góc hợp bởi vectơ Y và vectơ R. Thì R lúc này mình sẽ vẽ một cái vectơ khác, nó hướng từ điểm cuối của dòng điện ra đến M, nơi mình muốn tìm từ trường ha. Nên góc theta 2 đây. Thì công thức này là công thức tổng quát nha. Và từ công thức tổng quát này mình sẽ suy được một công thức con ở dưới này, là sao nó áp dụng cho trường hợp là dòng điện này nó dài vô hạn, hay nói cách khác là dòng điện có thể dài hữu hạn nhưng mà cái khoảng cách R lớn này nè, khoảng cách từ dòng điện đến điểm M là nó rất nhỏ so với chiều dài dòng điện, thì mình cũng có thêm dòng điện là dài vô hạn. Hoặc ở trong bài toán người ta không nói là dòng điện dài như thế nào, thì thường thường là những cái dạng bài như vậy là dài vô hạn, thì chúng ta sẽ có là hai góc này nè, nó đạt tới một cái giá trị giới hạn, lúc đó cái công thức trên nó chuyển thành công thức dưới. Thế là cô nhắc lại cái cách tính dòng điện thẳng ha, từ trường cái dòng điện thẳng sinh ra. Và ở đây trong công thức này nó chỉ thể hiện cái độ lớn của từ trường thôi. Còn mình nên nhớ là từ trường là một cái vectơ B nè ha, thấy vectơ không? Thì ngoài tìm cái độ lớn của B mình còn phải tìm cái chiều của nó nữa. Vì giả sử có hai dòng điện mà muốn tìm từ trường tổng hợp thì mình phải tìm hai cái B thành phần, hai vectơ B thành phần mình cộng lại. Thì muốn cộng vectơ thì mình phải biết cái chiều của vectơ thành phần. Thì ở đây ngoài cái việc mà tìm độ lớn của công thức thì chúng ta vẫn phải tìm cái chiều của vectơ B ở đây. Thì theo cái hình này á, cô vẽ tại điểm M mình thấy cô vẽ cái dấu cộng không? Dấu cộng hoặc là dấu gạch chéo á, đó là cái ký hiệu của việc là tại điểm M thì vectơ B nó đang đi vào màn hình. Thì cái việc mà xác định chiều của vectơ B mình dựa vào cái phương pháp nào? Ai nhớ nè, hôm trước hồi mình có thực hành rồi đó, mấy bạn còn nhớ không? Muốn tìm chiều của vectơ B thì mình dùng cách nào? À, quy tắc bàn tay phải, đúng không? Quy tắc bàn tay phải, quy tắc bàn tay phải nó nằm ở đây ha, slide số 6 đó. Mình có hai cái hình khác nhau, à, quy tắc bàn tay phải phía ở đây, hình này là dành cho dòng điện thẳng ha, còn ở dưới này là bàn tay phải dành cho dòng điện tròn. Thì mình chú ý là khi mình dùng quy tắc bàn tay phải nè, ví dụ dòng điện thẳng ha, đó thì mình sẽ để cái ngón cái hướng theo chiều của Y, thì bốn ngón tay á mà nó xoay vào lòng bàn tay á là chiều của đường sức từ. Đường sức từ là những cái đường khép kín, ở trong trường hợp dòng điện thẳng thì nó sẽ là những cái đường màu đỏ, các bạn thấy không, là những cái đường tròn đồng tâm bao quanh cái dòng điện. Chiều của cái đường sức từ chính là chiều xoay của bốn ngón tay vào trong lòng bàn tay. Và khi mà mình biết được cái chiều của đường sức từ á thì lúc đó mình sẽ vẽ được chiều vectơ B tại tùy từng cái vị trí của đề bài. Ví dụ như theo cái hình này ha, thì mình thấy là ở cái phía cái điểm này nè, cái điểm ở ngay phía bên trái của dòng điện nè, thì cái vectơ B mình sẽ xác định chiều là chiều như thế nào theo như cái đường sức từ nào mình thấy mình vẽ được rồi. Thì phía bên trái của dòng điện là B nó à, hướng vô mặt mình, tức là hướng ra màn hình, đúng không? Tại đường sức từ ở đây là nó bao quanh dòng điện, nó nằm đường sức từ nó lúc nào nó cũng vuông góc với Y hết đó nha, nó bao quanh cái dòng điện nè, và chiều ngược chiều kim đồng hồ ha, có cái dấu mũi tên nè. Thì đây ở cái điểm bên trái của dòng điện thì B nó là hướng ra màn hình, còn phía bên phải thì B nó sẽ là hướng vào màn hình. Còn ở phía trước, cái điểm này nằm ngay phía trước thì B nó hướng sao? B nó sẽ tiếp tuyến với lại các cái đường sức từ màu đỏ này nè. Vậy cái điểm ở phía trước này B nó hướng sao? Hướng qua phải như thế này. Đó, mình có thể vẽ được đường sức từ. Thì mình sẽ vẽ được cái vectơ B ở bất kỳ vị trí nào. Vectơ B nguyên tắc là tiếp tuyến với đường sức từ. Đó lý do tại sao ở phía cái hình này ha, cô vẽ tại điểm M là dấu cộng, B ở phía đây là đi vào. Còn cái điểm màu là bên trái dòng điện thì phải vẽ cái dấu chấm là B đi ra ha. Đó là cái lưu ý thứ nhất về cách xác định từ trường dòng điện thẳng. Thì ngoài ra mình sẽ có các loại dòng điện tiếp theo cũng phổ biến là dòng điện tròn. Dòng điện tròn thì có thể nguyên một cái đường tròn thế này hoặc là chỉ một phần cung tròn thôi. Thì lúc này mình sẽ có cũng có những cái công thức khác nhau tìm B. Công thức đầu tiên là công thức trường hợp tổng quát nè, là với dòng điện tròn này tìm B tại điểm M. Điểm M này nó cách, nó nằm trên cái trục đối xứng của dòng điện tròn, nó cách
âm của dòng điện tròn một cái đoạn là Z, thì trong công thức mình xài nhớ là S là diện tích của dòng điện tròn ha, có R rồi bán kính này, có Z ha, khoảng cách. Và nếu trường hợp điểm M này mà nằm ngay tại tâm, tức là Z trong công thức này bằng 0 á, thì công thức này nó chuyển thành công thức dưới. Và đa số các bài toán là nó dùng công thức dưới nhiều hơn, tức là đa số các bài là mình sẽ tìm B tại tâm chứ ít khi mình tìm B tại M lắm. Rồi cái trường hợp nữa là nếu một phần cung tròn thôi thì mình dùng công thức cuối cùng ở đây. Trong công thức này thì cái alpha là cái góc chắn cung thì mình phải dùng đơn vị là radian. Rồi cũng tương tự thì ở trong cái trường hợp dòng điện tròn thì ngoài cái tìm độ lớn theo công thức đây thì chúng ta vẫn phải tìm cả cái chiều nữa. Giờ ví dụ nha, với cái hình ở phía chỗ chỗ này ha, hình này là dòng điện tròn ngược chiều kim đồng hồ theo hình vẽ ha, thì các bạn nói cho cô nè, tại điểm M cái tờ B nó hướng làm sao, cũng dùng quy tắc bằng tay phải, nhưng mà quy tắc bằng tay phải cho cái dòng điện tròn là dùng cái hình này nè, là mình sẽ có bốn ngón tay nhé xoay theo chiều của dòng điện tròn, thì cái ngón cái chỉ ra mình sẽ vẽ được cái chiều của từ trường ở bên trong của dòng điện tròn, tức là cô phóng to cái hình này lên nè, đây ha, đó mình có ngón cái qua phải này, cho nên ở bên trong dòng điện tròn mình thấy các cái đường xích từ nè nó đi vào bên phải, tức là ở bên trong dòng điện tròn từ trường hướng qua phải, nhưng mà đường xích từ nó khép kín, cho nên là khi ở bên trong nó đi qua phải á, thì đến khi mà nó ra ngoài á, nó phải quanh nó vòng lại ha, nó sẽ vòng lại để nó khép kín các cái đường xích từ, cho nên là ở bên ngoài mình thấy á, đường xích từ nó lại đi qua trái, còn những cái đường này mình không thấy nó khép kín là do nó lớn quá người ta không vẽ thôi ha. Thật ra là tất cả các đường nó phải kín hết, đó là quy tắc bàn tay phải dành cho dòng điện tròn. Thì tương tự như vậy ở đây, nếu mà có cái dòng điện tròn như thế này, vậy thì điểm M này nè là nơi mà từ trường nó hướng như thế nào, à hướng hướng lên, đúng rồi hướng lên đó, mình có thể lấy cái hình này mình để qua bên đây cho nó tương ứng tương thích nè, xong rồi xoay cái hình này xoay như vậy nè, đó thấy không, à, thì mình thấy nè, hai thấy dòng điện không, dòng điện nè đây, dòng điện nè hai bên giống nhau dòng điện mà, thì ngón cái chỉ lên, tức là những cái điểm mà nằm ở bên trong á của dòng điện, của khu vực bên trong giới hạn của dòng điện á, đường xích từ nó phải là đi lên, và điểm M nằm ngay tại cái đường đường, đường trục đối xứng, cho nên là ngay đây là B nó hướng thẳng lên luôn. Còn một cái điểm khác mà nằm lệch qua bên trái, không phải trục đối xứng á, giả sử điểm M nằm lệch qua bên trái nằm ngay đây á, lúc này vector B nó sẽ không phải là hướng thẳng lên mà nó vẫn là lên, nhưng mà nó sẽ chích qua bên đây chút xíu đó, để cho mà lát nữa cái đường xích từ nó đi lên xong phải vòng xuống đó, xong lại đi lên nó khép kín. Còn nó điểm M lệch qua bên phải này nè thì cái vector B nó vẫn hướng lên nhưng mà nó chích qua phải đó. Rồi thì còn những cái điểm mà nằm phía bên đây, điểm nằm ở đây chẳng hạn, điểm nằm phía bên ngoài của dòng điện mà nằm bên trái này thì B hướng sao, hướng lên hay hướng xuống, ở cái điểm mà nằm ở bên ngoài dòng điện tròn nè, đó, giả sử điểm bên trái này nè, con chuột cô đang chỉ bên trái nè, thì lúc này cái B nó hướng lên hay hướng xuống, hướng xuống đúng rồi, nó phải hướng xuống cái này ha, ở bên trong mà hướng lên thì bên ngoài phải hướng xuống để nó tạo thành một cái đường khép kín đúng không, đó thì đó là cái quy tắc bằng tay phải dòng điện tròn. Thì ở dưới đây cũng vậy, giả sử mình có cái cung tròn với cái chiều của y như thế này, vậy thì bây giờ áp dụng cái quy tắc này, quy tắc bằng tay phải là cho cái dòng điện cung tròn này, nói cho cô nghe là tại ô, tại tâm ô của dòng điện này thì B nó hướng làm sao? À, hướng ra ngoài, hướng ra ngoài, đúng rồi, hướng ra ngoài. Chú ý một cái bí kíp nè, một cái lưu ý nè, B nó phải vuông góc với Y. Ở mọi tại mọi điểm B phải vuông góc với Y. Nha. Cho nên nó Y mà nằm như thế này thì B nó phải hướng vuông góc với màn hình. Đó là một cái lưu ý giúp cho mình có thể xác định cái chiều nó dễ dàng hơn. Vậy đây rõ ràng y như thế này thì B chỉ có thể hướng vào hướng ra màn hình thôi, không thể nào hướng lên hay hướng xuống được, vì vậy nó không có vuông góc với y.
B là cái vuông góc với Y. Theo quy tắc của bàn tay phải là cái ngón cái này nè, thấy không? Nó luôn luôn phải vuông góc với lại cái chiều xoay của bốn ngón tay. Ha, đó, nó lý do tại sao B vuông góc với Y. Rồi, bây giờ là đã xong cái phần nhắc lại lý thuyết ha. Bây giờ mình sẽ vô cái phần bài tập liên quan đến tìm từ trường. Để cô kiếm từ, có hai dạng bài ở đây thôi. Thứ nhất là những cái bài mà chỉ có dòng điện thẳng ha. Trước và sau đó sẽ cái dạng bài kết hợp tròn với thẳng. Rồi, câu 43. Đây, 43 là hai dòng điện thẳng nha, tìm từ trường tổng hợp. Và cái câu hình hồi nãy, câu số 10 ha, là dòng điện kết hợp. Câu số 10 thẳng và tròn. Còn những cái câu khác thì mấy bạn có thể tự thực hành ha, nó tương tự nhau. Cái phần bài tập của chương này nó ngắn và nó không nhiều. 10 cộng với lại 43. Rồi, ví dụ câu 40 nữa nè. Câu 40. Ba chín bốn mươi. Hai combo thôi ha. À, bây giờ cô mời bạn Trí Tuấn trước ha, 10 với lại 43, làm 43 trước đi, hai dòng điện thẳng trước đi. Hai dòng điện thẳng dài song song mang dòng điện cùng chiều. Rồi, cường độ dòng điện là chừng này, hai sợi dây cách nhau chừng này, tìm từ trường tại điểm giữa. Điểm giữa là ở đây là phải là điểm giữa đó nha, chứ nếu nói mà điểm giữa không á, à ở đây là, à cô hiểu rồi, hai dọ hai cái này dài xem như là dài vô hạn, cho nên là rồi còn bài này nó hơi đặc biệt, bài 43 mà bạn Trí Tuấn nói đi. Tuấn nói to lên đi, cô không nghe gì hết. Sao cô không nghe được? Mấy bạn khác có nghe được không? Bây giờ thì nghe được cái câu đó đó, nghe câu cuối cùng hồi nãy giờ nghe rất là khó không? Cô nghe được cái câu mà em bảo là cô nghe được không cô thôi, còn những cái câu khác là cô không nghe được. Hết nghe được rồi, nó cứ cứ nó chập chờn. Mấy bạn khác có nghe bạn bạn Tuấn nói không, nghe rõ bạn Tuấn nói không? Quạt, à anh Toàn bảo là bạn tắt quạt đi. Có thể cái tiếng giật giật này là do cái quạt nó làm bị nhiễu. Bây giờ có người gọi điện tắt quạt. Rồi rồi nghe tốt hơn rồi đó, rồi nói lẹ bật quạt không hơi nóng à.
Dạ thưa cô, là do cái này là hai dòng dây điện thử dạng song song, cho nên là tôi sử dụng cái công thức là F bằng V không chia I một I một nhân I hai nhân là beta hai BD ạ. À. Công thức này hả? Dạ. À, công thức này, tại vì hai dòng điện này nó dài, thì khi thường cái bài toán mà nó nói là dài thì mình có thể hiểu là nó dài vô hạn, đúng không? Dạ, vô hạn. Rồi, cho nên dùng công thức này. Tiếp theo. Dạ, tiếp theo mình sẽ xác định chiều của từng trường của mỗi dòng dây gây ra. Vẽ hình, rồi giờ cô vẽ hình hai cái dòng điện dài song song ha. Rồi cô gọi cái dòng mà bên trái là I1 đi, bên phải gọi là I2. Rồi. Nói đi Tuấn. Dạ thưa cô, là bây giờ mình sẽ giả sử một chiều cho nó trước, ý là chiều miệng cô. Hả? Ý là bây giờ mình sẽ giả sử chiều miệng cho nó trước, mình cho thì nó dòng điện lên. Cô giả sử nó đi lên nè. Dạ, rồi bây giờ mình sẽ xác định chiều của từ trường mà nguyên tắc nắm bằng tay phải nè. Rồi, vậy là mình cần tìm từ trường ở cái điểm nằm giữa hai dòng điện đúng không? Dạ, Cái đúng điểm rồi. này á, cái đề bài này nó không có chặt chẽ, cứ ghi là điểm chính giữa nha. Dạ. Điểm chính giữa mới tìm được, chứ còn điểm giữa thì có vô số điểm nó cách tùm lum, đâu có khoảng cách đâu mình tìm đúng không? Điểm chính giữa thì ở đây nhiệm vụ của mình là ngay tại cái điểm chính giữa này nè, mình phải tìm được hai cái B1 B2 do I1 I2 sinh ra. B1 B2 nó có phương chiều, cho nên mình phải dùng quy tắc bàn tay phải để mình tìm được cái chiều của B1 B2. Rồi giờ B1 là tại cái điểm này là hướng sao nè? Vậy hôm cô là tại vì nó sẽ hướng vô trong điện thoại. Hướng vô trong. Rồi quy tắc bàn tay phải, đây mình lấy lại cái hình bàn tay phải ở bên này dành cho dòng điện, dành cho dòng điện thẳng. Đây để qua bên đây cho mấy bạn nhìn ha. Cái này mình làm nó thành ra một cái động tác cơ bản á. Đây, mình có I1 hướng lên nè, bàn tay phải nè, các đường xuất từ bao quanh dòng điện nè. Cái điểm nằm bên phải thì cái điểm này mình đang xét là bên phải nè. Đây, điểm bên phải thì B1 nó phải là đi vào. Vì vậy mình sẽ vẽ cái ký hiệu đi vào cho cái B1 là cái dấu cộng như thế này đi ha. Đó, là ý là B1 đi vào. Đây là B1. Đây. Bây giờ mình sẽ xác định chiều của B2 sẽ hướng B2. ra ngoài ạ. À, B2 thì mình cũng đây đặt cái hình này qua đây đúng không? Là cái điểm nằm ở bên trái của dòng I2, đi bên trái là đây. Thì theo cái chiều mũi tên đường xuất từ thì mình sẽ thấy bên trái là B nó phải đi ra đúng không? Ra ngoài. Vậy thì đây lấy cái dấu chấm này cho B2 luôn nha. Rồi, vậy cô vẽ B2 là cái dấu chấm. Vậy là mình thấy hai cái B nó ngược nhau. Dạ, cho nên mình sẽ trừ nó. À, phải là muốn tìm B tổng là mình phải trừ cho nhau đúng không? Vậy là cô sẽ có là độ lớn của B tổng bằng B1 trừ B2 hay là B2 trừ B1. À, không biết cái nào thì mình cứ để trị tuyệt đối nha. Rồi, bây giờ B1, B2 thì mình dùng công thức hồi nãy mà bạn Tuấn nói đó, nó ở slide số 9 đó mấy bạn. Đây công thức này nè, ha. Mình ráp vô. Thì theo cái công thức này mình sẽ thấy được cái B nào lớn hơn B nào. Nó có dạ, I, nó có R, nó dạ, R. Dạ thưa cô, là mình thấy là nó nằm giữa của hai sợi dây, cho nên là mình có R là giống nhau. Và phi 1 với là phi 2 là nó giống nhau, tức là nó chỉ một chiều I nào lớn hơn thì B nó sẽ lớn hơn. À, cái này nó phụ thuộc vào cái Y thôi. I1, I2 cái nào lớn hơn ta? I1, I2, I2 dạ, lớn I2, hơn. I2 lớn hơn. Rồi, theo hình cô thôi, còn y nào cũng như y nào thôi, y2 trừ y1. Rồi r bằng mấy trong này, bài này r bằng mấy? Dạ r là hai dây điện cách nhau là 0,4 thì r là 0,2. R là 0,2 cm, đổi ra đơn vị mét cho cô ha. Mui này bằng mấy? Dạ mui này mình
bằng một À, đúng rồi, mình tính trong chân không với không khí thì mi bằng một, còn mi không bằng mấy? giờ mi không mình bấm máy tính nha, Còn máy bấm tính chín mình có đúng không? 40 nhân 11 trừ 7 trên máy tính nó có. Rồi, rồi thế vô là sẽ ra được cái B thôi, đơn vị là Tesla. Còn bây giờ cô hỏi thêm là đối với cái hình vẽ này thì cái B tổng nó hướng sao? hình dạng hấp luôn. Hình mà cô đang vẽ nãy giờ mình vẽ mình làm đây nè. Dạ. Dạ thưa cô, là thì Y2 lớn hơn cho nữa sẽ hướng theo chiều dương của y của B2 ạ. À, tại đây B sẽ là hướng theo chiều của B2 là hướng ra ha. Rồi, thì đó là một cái bài rất là căn bản ha, giúp mình tìm được cái dòng điện cái từ trường cho hai dòng điện thẳng, mà đây là cũng rất dễ là hai dòng điện này nó dài vô hạn. Cho nên cái việc của mình là chỉ cần tên xác định chiều B1 B2 thôi. Chứ còn nếu mà nó dài hữu hạn thì mình còn phải xác định đúng cái góc nữa. Nhưng mà bài đầu tiên thì mình chưa có làm ha, giờ lát nữa sang bài khác mình sẽ có cái bài tìm góc. Rồi bây giờ mình chuyển sang Hai cái mươi bài bao nhiêu? Bài 10. Rồi, bài 10. Bài 10 sẽ khó hơn nè. Tại vì ở đây á nó có hai dòng điện tròn và thẳng, và cái dòng điện thẳng này thì nó không dài vô hạn mà nó lại dài hữu hạn. Tức là mình phải xác định được cái góc. Chờ một chút cô kéo cái hình ra. Rồi. À, mình có gì đây? Mình có góc này là 2 phi nè, bán kính R, dòng điện. Rồi, bây giờ việc đầu tiên của mình là làm gì? Dạ thưa cô, là đầu tiên mình sẽ xét chiều của cung AB, mình đặt hai cái điểm đó là À, AB thưa đặt cô. hai cái điểm phải không? Rồi đặt hai điểm. À. B. Rồi, Mình sẽ dạ. cô gọi cái dòng điện trên là Y1 nha. Bây giờ dòng điện thẳng dưới Y2 để lát mình phân biệt B1 với B2 á, nó dễ. Đó, dưới Y2. Rồi. Dạ cô, là mình sẽ xác định chiều của từ trường B1 và từ trường B2 ạ. Thì Rồi, mình sẽ thấy mình cần nó đều hướng vô tìm B tại đâu? cái O. Tại ô. Rồi giờ với B1 thì mình đã dòng điện tròn thì mình lấy cái hình này nè, mình để qua, bạn nào mà chưa rành. À, dòng điện tròn như thế này. Ồ không phải khó để à, tại vì cái dòng điện này nó nằm trong cái mặt phẳng khác, còn cái hình điện mình nằm trong mặt phẳng màn hình. Đại loại là ở đây là bốn ngón tay xoay theo chiều của Y1 lần cùng chu kỳ đồng hồ thì mình thấy ngón cái nó hướng gì? Nó hướng vào. Đúng không? Rồi, ngón cái nó hướng vào. Có nghĩa là tất cả những cái điểm mà nằm ở bên trong cái dòng điện tròn này nè thì B nó đi vào. Nó đi vào nhưng không phải là vuông góc với màn hình đâu. Nó đi vào, có thể là nó có thể là đi vào mà nó lệch. Đó, nhưng mà riêng cái điểm chính giữa này nè thì B nó phải đi vào và nó vuông góc luôn cho tính chất đối xứng. Còn cái điểm này nè, những cái điểm mà không nằm ở tâm mà nằm vẫn nằm bên trong dòng điện nha thì B nó đi vào nha, nhưng mà nó không vuông góc với màn hình. Nó có thể chích vào bên phải, chích vào bên trái, miễn sao nó vuông góc với dòng điện là được rồi. Nhưng mà nó rất là khó tính ha, mình tính đây B đi vào, B1 đi vào. Tương tự như vậy Y2 là dùng bàn tay phải cho cái Y2 thì mình lấy cái hình này qua. Y2 thì nó hướng qua bên trái, mình có thể để thế này. Đó, mình để thế này. Y2 nè. Thì cái B nè, ha, cái điểm ở phía trên, điểm O là nằm ở phía trên. Phía trên thì mình lấy cái điểm phía trên này nè, nó cũng đi vào. À, vậy là B1, B2 đều đi vào. Còn nếu mà khi mà mình làm quen á mấy bạn, bây giờ mình làm rồi mình quen á thì á, có một cái bí kíp thế này là tất khi mà một cái mạch điện mà cả các dòng điện mà nó nằm trong cùng một cái mặt phẳng thế này, tức là hai cái dòng B1, B2 nó cùng nằm trong mặt phẳng màn hình thì á, chắc chắn là B1, B2 nó sẽ song song cùng chiều. Đó là cái mà kết luận mình có thể rút được sau khi làm rất nhiều bài. Nhưng ở đây là mình
biết như vậy để mà mai mốt á đi thi mình đâu có thời gian mà mình ngồi mình xác định B1, B2 hướng sao đâu. Nên nó mình đi cần định một cái B thôi. Ví dụ như ở đây cái Y2 nè, thấy không, có cái hình dễ ha. Nó có B2 tại đây là nó hướng vào, thì chắc chắn là cái B1 á nó cũng phải hướng vào. Đây là cùng một mặt điện và hai cái mặt điện này là cùng nằm trong hình. Còn nếu đọc các bài khác, ví dụ nha, một cái bài khác, ví dụ như là cái bài này, bài số 11, một mặt điện, nhưng mà các cái dòng điện nó nằm trong các cái mặt phẳng khác nhau. Ví dụ điện tròn thì nằm trong mặt phẳng là OIZ, nhưng mà dòng điện thẳng thì nằm trong mặt phẳng là OXY. Thì lúc này á, các cái B thành phần nó sẽ không có song song cùng chiều đâu ha. Nhưng mà những cái dạng bài phổ biến là các dòng điện nó nằm trong cùng một mặt phẳng thì B chắc chắn phải song song cùng chiều. Đó, vậy là mình chỉ cần lấy B tổng là bằng gì? B1 cộng B2 thôi, đúng không? Rồi, việc của mình bây giờ là tính B1 với B2. Dạ, thì B1 là một hình tròn, nên là mình sẽ áp dụng cái học mình tính ở nhà B1 là cái dòng điện Y1, nên là mình sẽ áp dụng cái công thức của hình tròn. Đúng rồi, cung tròn nè, đây mình có cung tròn ha. Ở đây cô viết ra đây B1 ha. Rồi trong cái cung tròn này thì mình cần biết Y để cho, R để cho, còn cái alpha là góc chắn cung. Thì với cái hình này á, góc chắn thì nhiều. Dạ thưa cô, là mình có là cái cung AB là 2π, cho nên góc chắn cung của O sẽ là 2π trừ 2π. Ừ đúng rồi. Đây mình có cái góc này là người ta cho sẵn là 2π ha. Mà nguyên cả cái đường tròn này thì là 2π. Vậy thì cái góc chắn cung, cái cung là cái phần bên này nè, sẽ là 2π trừ 2π. Vậy là chỗ này mình thay cái alpha này nè bằng là 2π trừ 2π. Rồi, ừ, lát nữa mình triệt tiêu ha. Rồi cái dòng B1 này thì dễ. Giờ cái B2 thì nó khó hơn, tại vì cái Y2 này là dòng điện thẳng mà nó lại dài hữu hạn chứ nó không dài vô hạn. Nhiệm vụ của mình đó là phải dùng cái công thức mà có cos đây nè. Đó, công thức này để mà xác định B2 này. À, bây giờ cái R có rồi, Y có rồi. Giờ bây giờ chỉ cho cô cái theta 1 nằm đâu, theta 2 nằm đâu. Dạ. Dạ khoan cô, để em biết, để em dùng công thức khác cho nên phải nhìn lại cái hình theta 1 của cô. À em dùng công thức khác hả? Dạ, cho nên là nó không khác như công thức trong sách bài tập. Em dùng công thức trong sách bài tập hả? Dạ đúng rồi cô, cái công thức mà hai góc Y1, Y2 là hai cái góc từ cái điểm O nó nhìn xuống. Đây, thì từ cô lấy công thức ra. Tùy mỗi người có sở thích thói quen khác nhau thôi. Đây. Trong sách bài tập thì dùng công thức này. Thì lúc này từ cái điểm muốn tìm B, mình vẽ đường vuông góc ra cái đường dòng điện. Xong góc theta 1 thì nó nhìn về điểm đầu, còn theta 2 thì nó nhìn về điểm cuối của dòng điện. Đó. Nhưng mà nếu mà dùng công thức này á, thì mình phải lưu ý là hai cái góc này nè sẽ có góc âm, góc dương, góc nào âm và góc nào dương. Dùng công thức nè, nếu mà dùng cái này nha, dùng hình này nha, thì công thức đây nha, sin trừ sin nha, thì trong công thức này cái nào âm cái nào dương. Dạ thưa cô, là hai công thức này thì hai cái dương không? Nếu mà em dùng hai cái dương là em sẽ ra đáp số sai á. À không, cái của em dùng là nó là hai sin phi 1 cộng sin phi 2 á cô, và cái sin phi 1 cộng sin phi 2 hả? Dạ. À, nếu mà sin vậy là em dùng công thức khác nữa chứ không phải công thức trong sách bài tập đúng không? Dạ, em nhớ hình như là ở đề cấp 3 đó, ở dưới. À, rồi nếu mà vậy thì cô sẽ đổi dấu cộng ở đây. Nếu vậy thì hai góc nó dương hết. Bởi vậy cô nói là có rất là nhiều phiên bản khác nhau. À, tùy thuộc mình có cái thói quen thôi. Còn nếu em dùng công thức sin cộng sin thì lúc này hai góc này nó dương hết đúng không? Yeah. Rồi. Vậy từ đây cô sẽ có là theo cái hình này, quay lại cái hình của mình. À, vẽ một cái đường vuông góc từ O xuống ra đến cái dòng điện. Rồi. Yeah.
theta 1, từ từ cô đổi đây, sin của theta 1 cộng với lại sin của theta 2. Rồi, theta 1 là góc nào? Góc góc phía bên này. Đây là điểm đầu, đây điểm cuối nè. Theta 1 là góc này nè, đúng không? Sin của gì? Là xin phi phi cộng Sin xin của phi. Rồi góc theta 2 là góc phía bên này. phi Cũng là phi luôn. Rồi, luôn. thì dùng cái công thức cho cấp 3 này nè. Thì em thấy nó đơn giản hơn, đúng không? Thấy nó đơn giản hơn. Nhưng mà lý do là tại sao mà đại học người ta dùng công thức khác và nó có cộng có trừ? Tại vì khi mà học đại học á, là người ta hay, không phải hay mà là tất cả công thức á, nó đưa về dạng công thức gốc, công thức tổng quát, tức là nó công thức nó sẽ đúng cho mọi bài toán, nó sẽ không có bị hạn chế phạm vi ứng dụng. Còn cấp 3 thì thường thường á, là tại vì trình độ của mình còn thấp thì thường thường sách tức sẽ cố gắng lựa chọn cái công thức mà nó đơn giản nhất, dễ áp dụng nhất, nhưng mà nó sẽ có cái giới hạn. Thì sẽ có những bài á, mà mình dùng cả công thức cấp 3 lẫn đại học đều được, và có những bài á, là buộc phải dùng công thức đại học. Thì riêng cái bài này á, may là nó dùng được cả cấp 3, chứ thực ra là luôn luôn có công thức của đại học là công thức nó tổng quát hơn. Thì nên cô mới nói các bạn á, là khi học á, thì mình chú ý giúp cô là phân biệt giữa đại học với cấp 3 ha. Có khi là nó giống, có khi nó khác ha. Đó, chứ không phải lúc nào nó cũng y chang nhau đó. Rồi cái gì nó cũng có cái hai mặt hết. Đại học với cấp 3 thì công thức nó cũng sẽ có hai mặt, tức là có những cái thuận lợi và khó khăn ha. Nhưng mà riêng cái bài này thì đúng là dùng công thức cấp 3 nó sẽ nhanh hơn là công thức của đại học, nó đơn giản hơn nhiều, đúng không? Rồi, vậy là ở đây xong rồi đúng không? Dạ không, mình còn phải đổi cái R, cái R khoảng À, cách còn cái từ R nữa chưa? Cái R ở đây á, cô gọi là R2. R là gì? Không phải là bán kính vòng điện tròn. Trong công thức này R là khoảng cách từ khoảng cách O đến AB vô đến vòng điện, đúng không? R2 chỗ này nó bằng gì? là bằng R cos phi. Đúng rồi, bằng R là nhân với lại cos của góc phi. Chỗ này nhiều khi mình không để ý á, cái mình bị sai. Đó, thì sin với lại cos thì hồi nữa mình đổi thành tan, đúng không? Rồi số 2 thì rút ra trong ngoài bên đây. Cuối cùng sẽ là hai cái này cộng lại sẽ là pi trừ phi cộng với tan bên trong ngoặc đơn, đúng không? Pi trừ phi cộng với tan. Rồi đáp số cũng trong 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 bài toán nó sẽ có cái đáp số đó. B có không có bớt Đây, câu B nè, pi trừ phi cộng tan. Rồi, cảm ơn Mạnh Tuấn ha. Một dấu cộng cho Mạnh Tuấn. Rồi, mình sang cái combo thứ hai. Bạn Ngọc Long 3940. Zalo. Rồi, câu 39 nè. Các electron dịch chuyển xung quanh vòng tròn. Đây. Tại tâm vòng tròn chúng gây ra từ trường hướng như thế nào? Rồi nói đi Long. Mà cô đầu tiên thì em dùng quy tắc bàn tay phải ấy. Thì theo theo như là vì nó ngược chiều kim đồng hồ thì nó sẽ hướng ra ngoài, nhưng mà vì đây là dòng điện âm nên là nó sẽ hướng vào bên trong, nó sẽ ngược chiều lại. Em nói như vậy cũng được, hoặc là mình có thể nói như vậy nó đúng hơn nè. Tức là khi mình thấy một cái điện tích âm mà nó chuyển động thế này thì nó sẽ tương đương với một dòng điện hướng như thế nào? Đây là dòng điện nguyên tố á, một dòng điện nguyên tố, tức là dòng điện trong một điện tích chuyển động, mà nếu mà electron chuyển động ngược chiều kim đồng hồ thì nó sẽ tương đương với một dòng điện hướng sao? Hướng nó bị ngược lại ấy. Hướng ngược lại. Đây mình có thể vẽ vô, cái này là kiến thức phổ thông ha. Bởi vì chiều dòng điện á, chiều dòng điện là chiều của các điện tích dương, mà ở đây là điện tích âm, cho nên là chiều dòng điện nó sẽ ngược với lại cái chiều chuyển động của điện tích âm ha. Điện tích electron chuyển động này thì nó sẽ tương đương với dòng điện cùng chiều kim đồng hồ. Được Khi rồi. mình có một cái dòng điện cùng chiều kim đồng hồ thì bắt đầu mình mới dùng quy tắc bàn tay phải ha. Cùng chiều kim đồng hồ thì mình để bốn ngón tay phải xoay cùng chiều kim đồng hồ, mình thấy ngón cái nó hướng gì, Hướng hướng vào trang giấy. hướng vào trang giấy. Cho nên là cái những cái điểm mà nằm ở bên trong của dòng điện tròn này nè là B nó sẽ hướng vào, còn những cái điểm nằm bên ngoài này nè thì B nó hướng gì?
Bên bên ngoài thì nó sẽ hướng ngược lại, hướng bóng Ừ, ra để à, bóng vào hướng trong. ra, đúng rồi. Ở bên trong thì bên hướng vào, còn bên ngoài thì nó sẽ hướng ra. Nhưng mà nó có vuông góc không? Nó có vuông góc với lại cái màn hình không? À, dạ có, về vuông góc với dòng điện. Nó vuông góc với dòng điện nhưng mà trong không gian 3 chiều chưa chắc nó đã vuông góc với màn hình. Ví dụ những cái điểm, cô nhắc lại những cái điểm mà nằm bên trong này nè. Chỉ có duy nhất cái điểm nằm ở tâm á, nó mới vuông góc màn hình À thôi. đúng rồi, đúng rồi. Còn mấy Đó điểm là khác để nó quay ra, để nó quay ngược lại bóng điện. những cái điểm khác thì B nó vẫn là đi vào, vẫn là đi vào nhưng mà nó không có vuông góc với màn hình đâu, Dạ nó vâng. sẽ hơi chết một chút xíu nhưng mà nó vẫn vuông góc với dòng điện vì 3 chiều mà, đúng không? Đó, nó vẫn vuông góc với dòng điện nhưng mà nó không vuông góc màn hình đó, chú ý cho cô cái đó. Rồi đó là câu lý thuyết câu 39. Rồi đến câu 40. Câu 40 thì đây là đây là em dùng công thức tính từ trường ở một cung bị chắn á. Cái cung này là mình sẽ có cái B rất là dễ tìm, nãy giờ mình làm Dạ mấy vâng, bài rồi đúng dạ không? vâng, Rồi vâng. nhưng mà còn hai cái dòng điện thẳng này thì sao? Hay là tại vì người ta chỉ hỏi là ở nửa vòng tròn ấy, nên là À, không phải, người ta nói là tìm độ lớn của từ trường tại điểm O, tâm tâm của nửa vòng tròn. Điểm O là gì? Là tâm của nửa vòng tròn chứ không phải là người ta nói tìm từ trường chỉ do nửa cái dòng điện tròn này sinh ra mà không có dòng điện thẳng. Em hiểu sai ý của đề bài, hiểu không? em hiểu, nhưng mà ở đây thì chỉ có dòng điện ở trên cung tròn thì mới ra cảm ứng, gây ra cảm ứng ở tại tâm rồi. À, thế còn hai dòng điện thẳng. Đã hai dòng điện thẳng thì nó sẽ sao ra? Ý là nó sẽ có dòng điện nhưng mà nó không gây ở tâm. Tại sao nó không gây ra từ trường ở tâm? Tại vì theo quy tắc thì nó sẽ hướng như là em không 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 biết trả sao, nhưng mà Thì theo quy tắc hôm trước cô nói rồi, những cái điểm mà nó nằm trên dòng điện thẳng này nè dạ vâng. thì B nó bằng gì? À, B bằng không ạ. B bằng không. À, đó, quy tắc là như vậy ha. Đấy, mình cứ kéo cái đường thẳng đi qua dòng điện thì tất cả cái điểm nằm trên cái đường này là B không có. Nên điểm O cũng vậy thôi. À, mặc dù có 3 dòng điện nhưng mà ở đây 2 dòng thẳng không gây ra từ trường tại O. Mà tất nhiên nó vẫn Đúng gây ra từ trường ở những điểm khác, đúng không? rồi, đúng rồi. À, cho nên kết quả là chỉ có một từ trường cho cung tròn, mà cung tròn thì nãy giờ mình làm rồi, công Dạ thức vâng. có rồi đúng Thức không? là dạ vâng. Công thức đây, góc alpha trường hợp này là bằng mấy? Bằng pi. Bằng pi. Còn chiều của B Chiều của B sẽ là hướng vào trong. hướng vào trong có vuông góc với màn hình không? Ở thẳng tâm thì vuông góc ở đôi bên Đúng ngoài rồi, hay không? thẳng tâm. Ở đây mình đang cần tại O luôn, nghĩa là tại đây B nó vuông góc ha, Dạ vuông góc vâng. màn hình. Rồi vậy là hai câu này rất là đơn giản, xong rồi ha. Cảm ơn bạn Ngọc Long, một dấu cộng. Rồi bây giờ mình chuyển sang cái dạng bài thứ hai. Đó là tìm lực từ ha. Rồi lát nữa còn thời gian thì mình mới làm những cái dạng bài phụ khác. Phần này nó có hai phần nhỏ, lực Ampere và lực Lorentz. Rồi bạn nào có thể nhắc lại giúp cô là cái sự khác nhau giữa lực Ampere và lực Lorentz? Tốn. Em là em tắt quạt Tốn không nghe được. Alo. Em nghe, cô nghe thấy rồi cô. À, nghe rồi. Cho Ủa, nên laptop của em cô. từ trước bị hư đúng không? Dạ cho nên là em phải lấy một cái laptop cũ, nhưng mà cái này đời cũ lắm, đời từ thời của chú em trên cái bờ chiến cô, nó mà chạy nóng quá nó tự động nó tắt luôn, nó bật quạt luôn. À, rồi em nói đi, khác nhau là sao? Dạ thưa cô, là lực Ampere thì là tương tác giữa từ trường với dòng điện, còn lực Lorentz là tương tác giữa từ trường với điện tích đang chuyển động mà. Đúng rồi, Ampere là giữ từ trường với dòng điện, Lorentz là giữ từ trường với điện tích. Thì về cơ bản nó đều giống nhau là lực từ thôi ha, nhưng mà chẳng qua phân biệt cho nó mình dễ phân biệt các trường hợp ha, bản chất nó giống nhau. Rồi bây giờ mình nói về lực Ampere công thức nè.
đây, dòng điện đây ha, từ trường đây ha, lực ampere đây, dùng công thức tích có hướng. Mà một khi thấy tích có hướng thì nhớ cho cô cái nguyên tắc nè, là cái kết quả của cái tích có hướng nó sẽ vuông góc từng cặp với lại hai k vector thành phần trong cái tích có hướng. Nói cách khác là cái lực FA, lực ampere này nè, nó phải đồng thời vuông góc với đồng dòng điện Y và với từ trường B. Nên đó là một cái gọi là cô cũng gọi là bí kíp đó, rất là quan trọng, vì là nó sẽ giúp mình xác định đúng cái chiều FA cách dễ dàng hơn ha. Mình có Y, mình có B thì cái lực FA này với vuông góc đồng thời với Y và B thì nó chỉ có hai chiều thôi, hướng qua bên này hoặc hướng qua bên phải thôi, không có chiều nào khác, không có hướng nào khác cả ha. Đó rồi, còn muốn xác định đúng thì dùng nguyên tắc, nhiều nguyên tắc, có thể dùng tay trái cũng được, có thể dùng tay phải, tay phải cũng có nhiều phiên bản hơn, trước cô nói rồi, đây mấy bạn tùy chọn ha. Rồi để xác định chiều của FA, rồi còn cái độ lớn á, thì tay công thức đây ha, lấy dòng điện nhân với chiều dài nhân với B nhân với lại sin alpha, là alpha là góc hợp bởi gì, dòng điện với lại cái từ trường ha. Với điều kiện này từ trường đều nha, còn từ trường mà không đều á là mình phải tích phân đó, nhưng mà mình không gặp cái dạng bài khó như vậy đâu, mình chỉ gặp từ trường đều thôi. Rồi cái hệ quả của lực ampere là gì? Hai dòng điện cùng chiều thì hút, mà hai dòng điện ngược chiều thì đẩy nhau. Rồi cái hệ quả khác phức tạp hơn là cái lực từ đó sẽ làm cho một cái mạch điện, một cái mạch kính nó có thể xoay bên trong một cái từ trường ngoài. Đó là hai cái hệ quả. Bây giờ cái phần bài tập nè. Cái dạng bài cơ bản nhất, dễ nhất và cũng là gọi là dạng bài phổ thông của cấp 3 là cứ ráp công thức là nó ra thôi á. Là ví dụ như là dạng bài số 44 ha, 40, câu 44 cô chỉ nhanh thôi ha, vì nó rất là cực kỳ đơn giản luôn. Đây câu 44. Rồi. Hai dây điện song song. Song song, và ở đây nó sẽ là không có độ dài thì có thể coi như là nó dài vô hạn á, vì nó dài vô hạn thì mới dùng cái công thức có trong cái slide của cô, còn nếu mà nó dài hữu hạn là không có công thức, mình phải tự tính rất là thủ công và rất là phức tạp, thì không có cái dạng bài như vậy cho chúng ta đâu nha, chỉ có dạng bài cơ bản thôi. Hai dây điện dài song song có thể cùng chiều hoặc ngược chiều thế này, ở đây là cùng chiều ha. Tìm lực tác dụng lên một đơn vị chiều dài của dây này tác dụng dây kia, thì chúng ta có công thức để học thuộc đây ha. Tác dụng một đơn vị chiều dài μ0 y1 y2 dl là đơn vị chiều dài, d nó sẽ hỏi là một đơn vị chiều dài thì mình sẽ lấy dl bằng 1 chia 2 pi r nhỏ, r là khoảng cách giữa hai dòng điện, đây mình sẽ có mọi thông số mà mình có. R là bằng 4 cm nè, Y1 bằng 2, Y2 bằng 4 ampere nè. Đó, ráp công thức là nó vô thôi. Rồi thêm lực đẩy hay lực hút thì mình cũng có cái đây rồi, hai dòng điện cùng chiều thì nó sẽ là hút nhau dựa theo cái hay là hệ quả của lực ampere. Thì cái dạng bài này là cực kỳ cơ bản, nên là cô chỉ giới thiệu sơ qua cho mình biết như vậy là mình tự tính toán ha, chứ mình không có làm. Rồi ví dụ một cái câu khác, dù câu 50 cũng vậy, hai dây dẫn song song cường độ dòng điện bằng nhau đẩy nhau, nếu cường độ dòng điện của mỗi dây tăng gấp đôi, khoảng cách tăng gấp 3 thì cái lực tác dụng lên một đơn vị chiều dài thay đổi như thế nào, cũng là dạng bài cực kỳ căn bản đúng không, cũng dùng cái công thức này, vẫn công thức này. Nhưng mà bây giờ nếu mà y tăng và
y và r trong công thức mà nó đổi á, thì cái f nó đổi theo, mình chỉ công thức là mình ráp mình vô mình ra thôi. À, đó, y tăng gấp đôi và r thì tăng gấp ba, thì mình ráp công thức mình sẽ thấy thay đổi về của f. Cái đó là những bài rất là đơn giản luôn, mình tự xem nha. Rồi những cái dạng bài mà cần tư duy hơn chút xíu, chẳng hạn cô ví dụ như câu 52. Đó, câu 52. Đây, một dòng điện không đổi đưa vào trong một cuộn dây hình xoắn ốc. Cuộn dây hình xoắn ốc là cái cuộn dây như thế này. Có thể nhìn tưởng tượng nó giống như là ống dây solenoid thế này ha. Đó, nó gọi là cuộn dây hình xoắn ốc, tức là nó quấn lại thành cái gồm có nhiều dòng điện tròn đó. Rồi câu hỏi là gì? Nếu mà có dòng điện chạy vào trong cuộn dây thì cuộn dây nó sẽ có khuynh hướng dài hơn, ngắn hơn, xoay hay là sao? Đó là dạng câu hỏi mà tư duy hơn chút xíu ha, chứ không chỉ là ráp công thức là ra, cái này phải nắm lý thuyết thì mới ra. À, rồi bạn nào có thể giải thích câu này? Đúng. Do là do cái chơi em tắt tắt quạt của người. Dạ, thưa cô là đây là một cái dạng điện không đủ. Cho nên là những cái lực đó thì nó sẽ là lực hút nhau, mà lực hút nhau thì là nó tương ứng là những cái cọng dây nó gần nhau hơn. À, tức là đây là mình có cuộn dây là gồm rất là nhiều dòng điện và nó cùng chiều, và dòng điện cùng chiều nó hút nhau, nên cứ khi mà nó hút nhau thì cái khuynh hướng của cái ống dây này nó sẽ trở nên là nó bị ngắn hơn, đúng không? Đó, thì câu hỏi như vậy gọi là dạng tư duy. Nhưng mà đôi khi câu hỏi nó không có đi theo, tất nhiên nó không y chang vậy, ví dụ nó có thể thay đổi chút xíu. Ví dụ ha, có ví dụ như là nó không hỏi là cuộn dây ngắn hơn hay dài hơn, mà có thể nó hỏi là cái mật độ vòng dây nó thay đổi như thế nào, thì lúc đó làm sao Tuấn? Dạ thưa cô, là cái mật độ vòng dây thì nó bằng tổng số vòng dây chia cho chiều dài mà mình vừa nói là nó sẽ ngắn hơn, tức là cái chiều dài sẽ giảm dần, nên là cái mật độ sẽ tăng dần. À, là mật độ tăng hay giảm? Dạ thưa cô, là chiều dài nó giảm nên là mật độ tăng rồi. À, đúng rồi đó. À, mật độ vòng dây là bằng số vòng dây chia cho chiều dài của ống dây, mà đây mật độ giảm, chiều dài giảm thì mật độ tăng. Đó, có rất là nhiều cách người ta có thể hỏi một cái bài ha, mà yêu cầu mình phải nắm lý thuyết, chứ còn không chỉ đơn giản là có công thức ráp vô tính toán là ra ha. Thì các bạn lưu ý là trong cái chương này có rất nhiều dạng bài mà liên quan đến gọi là phải nắm lý thuyết mới làm được ha. Và những cái dạng bài vậy nó không yêu cầu tính toán nhiều đâu. À, cảm ơn Mạnh Tuấn, một nút cộng nữa cho Mạnh Tuấn. Thì cái bài mà liên quan lực ampere á, thì đó là thứ nhất là nói về các cái dòng điện song song cùng chiều hoặc ngược chiều. Cái dạng bài thứ hai nó sẽ liên quan đến một cái hệ quả khác của lực ampere, đó là cái việc mà đặt một cái khung dây nè vào trong một cái từ trường B nào đấy, trong khung dây này có dòng điện không đổi, lúc này sẽ có lực ampere tác dụng lên các cái cạnh của khung dây, và cái lực ampere nó sẽ tạo cái moment lực, nó làm cho khung dây này nó quay trong cái từ trường đó. Với cái dạng bài này á, thì mình cần phải đầu tiên là mình biết được cái hiện tượng xảy ra, và như cô nói là nó quay, và nó quay là nhờ các cái lực từ. Và thứ hai á, là về mặt tính toán á, thì mình sẽ có hoặc là tìm moment lực, dùng công thức ở dưới này tìm moment lực, hoặc là tìm công của lực từ, là dùng công thức bên này ha. Rồi bây giờ lấy một cái bài ví dụ, cô không biết, cô lấy cho khác sách đi, lấy một cái bài câu tư duy trước nha. Giả sử là cô có một cái khung dây như thế này, có dòng điện Y chạy trong khung dây hướng cùng chiều kim đồng hồ.
mày vẽ một cạnh là cũng đủ rồi, không cần phải vẽ bốn cạnh. Rồi đặt cái khung dây này vào trong cái từ trường B. Từ trường B cô giả sử là hướng như thế này. Rồi, B hướng vuông góc đi vào màn hình. Giả sử câu hỏi rất đơn giản thôi. Chuyện gì xảy ra với khung dây? Ha, chuyện gì xảy ra với khung dây? Thì giả sử cô cho bốn đáp án. Bốn đáp án. Gõ ra đây luôn nè. A nè. Và đứng yên. B là xoay. C là được. Được có thể qua trái, qua phải, đi trên, lên xuống, đi ra, đi vào gì đó không biết. Còn D á, là vừa xoay, vừa trượt. Xoay tức là quay nha. Mình dùng từ cho đúng chuyên ngành đi là quay. Rồi, bốn đáp án. Rồi mấy bạn thử giúp cô gõ hộp chat nè. Xem mình chọn đáp án nào. Sao? Bốn đáp bạn là nói luôn. Cái là một không gian kiểu nhạc. Có cái từ trường ngang hướng vô đó. Nói lại Tuấn. Vậy ý này là không gian cũng nhập có dòng điện là như hình như dây có dòng điện đặt trong cái từ trường B hướng vào. Và khung dây này giả sử nếu mà nó trượt thì cô nói là có thể trượt lên trên, lên xuống dưới, qua trái qua phải, đi vào đi ra. Còn nếu mà nó quay á thì nó có thể quay xung quanh một cái trục thẳng đứng hay trục nằm ngang hay là trục trục tưởng tượng thôi nha. Tại vì khi mình đặt một cái vật vào trong từ trường thì nó có thể là nó sẽ chuyển động trong 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 không khí đó, đó ha. Nhờ cái hiện tượng này có thể chuyển động, nó có thể xoay trong không khí luôn á, là xoay ngang, xoay đứng hay sao đó. Đó đó thì mình cô chỉ hỏi chung chung vậy thôi. Hoặc là có thể đặt vô là đứng yên luôn, nó lơ lửng đứng yên trong không khí luôn, trong không khí có cái từ trường, xong cho khung dây có dòng điện vô không khí đó, nó đứng yên trong cái lơ lửng đó luôn, chẳng hạn như vậy. Rất nhiều hiện tượng có thể xảy ra. Còn cái trượt này có thể thay bằng cái từ gọi là tịnh tiến chẳng hạn ha. À, có thể là thay bằng từ tịnh tiến, tại vì mình học chương 3 đó, chuyển động của vật rắn, cái khung này là vật rắn ha, thì mình có chuyển động quay và chuyển động tịnh tiến. Tịnh tiến là phải có lực tác dụng, còn quay là phải có moment lực tác dụng ha. Đó, còn muốn vừa quay vừa tịnh tiến phải là vừa có lực mà vừa có moment lực. Moment lực, cái này là một câu hỏi yêu cầu tư duy khá cao đó, liên quan đến chương 3. Các bạn cứ gõ vào trong hộp chat đáp án cho cô thôi, A, B, C, D. Cái việc đầu tiên của mình á là mình phân tích giúp cô những cái lực tác dụng lên cái khung này. Mình có bốn cạnh nhé, vẽ cho cô bốn cái lực tác dụng lên bốn cạnh. Bốn cạnh thì xem như bốn dòng điện á. Vẽ cho cô lực ampe trước. Đặt tên luôn đi cho nó dễ phân biệt.
cô có cạnh trên gọi là Y1 ha, dòng Y1. Dưới nào là Y2. Đầu tiên cái cạnh mò đầu tiên Y1 đi, B của mình đây, Y của mình đây. Nói cho cô nghe cái chiều của lực F, A, lực Ampe. Lực Ampe tác dụng lên cái Y1 hướng như thế nào? Quy tắc bàn tay phải. Qua trái. Qua trái hả? Là ép hướng như thế này hả Tuấn? Y một hướng xuống. À ép. Ép hướng xuống. Ép hướng xuống. Rồi cái này hồi nãy cô vừa mới nói một cái bí kíp. Thế mà xác định chiều của ép dễ hơn là hồi nãy cô vừa nói gì? Ép phải như sao? Vuông góc với lại Y và B ha. Cho nên cái đáp án hướng xuống này có thể đúng, chứ còn cái đáp án mà qua trái qua phải là không bao giờ đúng. Nhớ chưa Tuấn? F là chắc chắn vuông góc với Y và B. Y nè, B nè, thì F hoặc là hướng xuống hoặc hướng lên thôi, không bao giờ có chuyện hướng khác được. Rồi bây giờ hướng xuống hay hướng lên thì dùng bàn tay phải. Thì hôm trước cô có chỉ có nhiều cái bàn tay phải. Một trong những cách mà có thể áp dụng là phiên bản khẩu súng là gì? Ngón trỏ là Y, ngón giữa là B và ngón cái là F. Ngón trỏ là Y, ngón giữa là B và ngón cái là F. Nếu mà dùng cái quy tắc đó thì mình thấy ngón cái hướng nào? Ngón trỏ là Y, ngón giữa là B, ngón cái là F. Đó là một trong những phiên bản của bàn tay phải đó. Các bạn làm chưa? Ngón cái hướng sao? Hướng lên. Đúng rồi, phải là hướng lên. Nên mình thì có hai hướng, hoặc hướng lên hướng xuống thôi. Giờ là chọn chốt tự hướng lên đó. F này là F, cô gọi là F1. Rồi tương tự như vậy, mấy bạn xác định cho cô F2, F3, F4 nè. F2 trước, F3 trước đi. F3 là Y3 nó ngược chiều Y1. Vậy thì F3 nó hướng sao? F3 nó hướng lên hay hướng xuống? Đúng rồi, nó phải hướng xuống. Hai cái Y ngược chiều nhau thì hai cái F nó phải ngược chiều nhau. Đó là cái điều hiển nhiên. Còn tất nhiên mình có thể kiểm tra lại một lần nữa bằng bàn tay phải. F2 hướng nào mấy bạn? F2.
Hướng qua phải, rồi mình có kinh nghiệm hơn rồi đó. Thì hiển nhiên F1 phải làm sao? Qua trái, đúng rồi. F1 không còn cách nào khác. Từ trường này từ trường đều nha. Rồi bây giờ mình so sánh các F với nhau giúp cô nè. F nào với F nào bằng nhau nè. So sánh F1 nó sẽ bằng F nào? F3, F2, F4. F1. Bây giờ F nó bằng cái gì nè? Công thức nè. Về độ lớn nè. Bằng Y nè. Nhân với L nè. Nhân với sin alpha, mà ở đây là 90 độ, alpha là góc mà y với b nó hợp với nhau á. Y vì trong đây là vuông góc với b cho nên là sin 90 hết. F1 là nhìn vào công thức này vì nó phải bằng F mấy? F3. Đúng rồi, nó phải bằng FB. Vì hai cái y này nó bằng nhau về chiều dài. Vậy thì còn cặp còn lại là gì? F2, F4. F2, F4 phải bằng nhau. Tương tự mình sẽ có là F2 bằng F4. Vậy thì bây giờ hợp lực tác dụng lên cái khung dây bằng mấy? Mình không rồi. Bằng không. Hai cái F nó triệt tiêu nhau từng cặp. F1, F3, F2, F4 và F bằng không. Mà F bằng không thì theo định luật 2 Newton, tổng ngoại lực tác dụng lên một cái vật rắn mà nó bằng không thì vật rắn nó sẽ làm sao? Đứng yên. Không trượt. Vật rắn chứ không phải chất điểm nha. Chất điểm thì đứng yên, nhưng mà vật rắn á, thì sẽ là không tịnh tiến thôi, chứ không có chắc là nó có quay không. Không tịnh tiến. Còn muốn biết mà nó đứng yên á, là phải đảm bảo là không tịnh tiến, là không trượt qua trái qua phải đi lên đi xuống và cũng không quay thì mới được gọi là đứng yên. Tại vì vật rắn này nó có thể quay ha. Ở đây muốn biết có quay không thì bằng cách nào đây? Dùng cái gì? Này là chương 3. Muốn biết quay không thì tìm cái gì đây? Dạ là tìm mô men lực. Đúng rồi, tìm moment lực. Moment lực mà bằng không thì nó cũng không quay. Ha, mà moment lực mà khác không thì nó sẽ quay. Bây giờ moment lực công thức mà. Moment lực mà. Ai nhớ công thức moment lực nè, chương 3 Lực như nó cánh tay đạp. nè. Lực nhân cánh tay đòn đó là độ lớn ha. Ở đây cánh tay đòn thì không có, vậy thì cô giả sử như cho một cái trục quay đi, cái khung này có thể quay xung quanh một cái trục trục của nó như thế này. Vẽ cái trục đó, mình có cái cánh tay đòn. Trục quay cho nó màu xanh lá. Rồi, mấy bạn nhìn thấy cái trục quay chưa? Rồi. Bây giờ cho cô biết là cái M, M1 nha. Mỗi một cái lực nó sẽ gây ra một cái moment. M1 về công thức tổng quát á, nó sẽ bằng cái này nè, vector r nhân tích có hướng với lại f. R là cái gì? Là cái vector mà hướng từ trục quay ra đến f. F nè, trục quay nè, f này nó sẽ đặt ngay tại trung điểm, trục quay cũng đi qua trung điểm của cái khung dây luôn. Cho nên trong trường hợp này R bằng mấy? L2 chia 2. F và trục quay nó đang chồng lên nhau. R là cái vector nối từ trục quay ra đến F. Khoảng cách nó cách khác gọi là khoảng cách đó. Còn nếu mà dùng cái cấp 3 đó, là M1 bằng cánh tay đòn á. Cánh tay đòn và R khác nhau, nhưng ở đây không có thời gian nhắc lại.
bằng không. Lực mà đi qua trục quay thì cánh tay đòn bằng không. Được chưa? Tương tự vậy M3. M3 cũng bằng không. Tại sao? Bởi vì cái M3 là do cái S3, mà S3 nó cũng đi qua trục quay mà. S3 nó phải đặt lên trung điểm. Đấy, nó đặt lên trung điểm như thế này. Các bạn thấy S3 cô vẽ chưa? S3 nó đi qua trục quay giống S1. Moment work lực không có. Rồi, hai cái này không làm cho vật quay được. Bây giờ còn cái F1 với F2 thôi. F1, F2 này nè. Bây giờ nói cho cô nghe cánh tay đòn của nó. Dùng công thức cánh tay đòn cấp 3 đi. Moment, ô cô xin lỗi, F2 với F4 á, bên này F4. F2 với F4. Các cô cái F2 trước đi. Cái cánh tay đòn của F2 đến từ trục quay bằng mấy? Là 1 với 2 ạ. Đây là cánh tay đòn hả Tuấn? Cánh tay đòn là gì? Kéo dài cái đường đi, cái giá của lực, xong vẽ cái đường vuông góc ra cái giá của lực, gọi là cánh tay đòn. Chứ không phải là lấy cái khoảng cách từ 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 cái điểm đặt của lực đến cái trục quay mà gọi là cánh tay đòn, là không đúng. Không cô, em cứ nhìn nhầm cái chiều, em cứ nhìn nhầm cái chiều dòng điện đi. F đây nha, F2 nè, đi qua trục quay, tức là cánh tay đòn bằng bằng không. Hay là R là vector bán vector vị trí của F cũng bằng không. Thì nói chung là tất cả các moment là nó bằng gì? Bằng không hết. Vậy thì moment tổng bằng gì? Bằng không. Hiển nhiên là moment tổng phải bằng không rồi đúng không? M bằng không. Vậy thì M bằng không kết luận là có quay được không? Không quay. Không quay. Không quay thì có nghĩa là đáp án của cái bài này là A, B, C, D, chọn đáp án nào? A, không? Chọn A. Vậy thì khi nào nó sẽ là đáp án khác? Thì đáp án khác cô nói nghe nè. Giả sử như là cái B này nha. Giả sử cái khung này nha. Nó không có nằm trong mặt phẳng màn hình. Mà nó chỉ cần lệch ra khỏi một góc nhỏ thôi. Ha. Chỉ cần cái khung mà nó không nằm trong mặt phẳng màn hình, hay nói cách khác, hiện giờ cái vị trí của khung rất đặc biệt là cái vector pháp tuyến của khung dây á, nó đang song song với B. Vector pháp tuyến là cái vector vuông góc với mặt phẳng khung dây đúng không? Hiện giờ nè. Hiện giờ vector pháp tuyến nó đang song song với B là cái trường hợp đặc biệt, là vừa kết luận là khung nó không quay, không tĩnh tiến, đứng yên. Nhưng bây giờ những trường hợp khác, tức là chỉ cần cái vector pháp tuyến với cái mặt phẳng khúc dây mà nó không song song với B thì ngay lập tức á, là khung nó sẽ quay. Nó không tĩnh tiến bởi vì các F mà luôn luôn triệt tiêu với nhau từng cặp, nhưng mà nó có thể quay. Lý do, tưởng tượng khi mà cái khung dây này nằm, mấy em cho nó lệch khỏi một góc nào đó so với trục thẳng đứng ha. Khung dây thay vì nó nằm trong mặt phẳng màn hình, vì cái khung nó cô vẽ lệch đi một chút xíu, giống như là trong cái slide của cô nè. Trong slide của cô, slide đâu mất rồi, đây nè. Các bạn thấy không, trong slide này cô vẽ nè. Đây là cái khung dây nè. Cái vector pháp tuyến nè. Đây vector pháp tuyến của mặt phẳng khung dây nè. Nó không có song song với B nè. Nó không song song với từ trường ngoài nè. Đó. Là ngay lập tức á, là lúc này á, là khung nó sẽ quay. Tại sao cô biết nó quay? Vì lúc này nè, cái lực, hai cái lực F mà nằm phía hai bên này nè, nó không có đi qua cái trục quay. Trục quay thì nằm ở đây, trục quay thì nằm ở đây ha. Nhưng mà cái F cô vẽ nè, như thế này nè, F mà nè, nó kéo dài như thế này. Không gian 3 chiều em hơi khó hình dung cái này. Mình có cái mô hình đó, mình biểu diễn thì nhìn rất là dễ. Cái lực F này nè, nó nằm trong cái mặt phẳng khung dây. Đó. Thì trong trường hợp này á, cái trục quay á, thì nó này, cái F này nó không nằm mặt phẳng khung dây, cô nhầm. Cái F này nó vuông góc với Y và với B. F ở đây mình vẽ, nó sẽ vẽ hướng ra ngoài. Giả sử vậy, hướng ra ngoài là hướng đi vào màn hình ha. Mà cái trục quay thì nằm ở đây. F lúc mà nó sẽ cắt cái trục quay một cái đoạn nào đấy, tức là nó không có đi qua trục quay, nó sẽ tạo moment quay và khung nó sẽ quay. Cho nên cái bài toán này là bài toán tư duy phức tạp.
Thì đi thi cô nói là nó sẽ luôn luôn có dạng bài đơn giản và dạng bài phức tạp. Hai dạng này là dạng phức tạp và các em phải tư duy cả cái kiến thức của chương 3 mấy em mới trả lời câu hỏi là liệu khung nó có quay được hay không. Thì cái này bạn nào có nhu cầu câu hỏi phức tạp, tức là những bạn muốn điểm cao á, thì xem cho cô toàn bộ cái slide này lại từ đầu nha. Xem cô slide này từ đầu hoặc là mở sách lý thuyết ra xem. Trong slide này cô vẽ rất là chi tiết các cái F ha, cũng giống như cái hình cô vừa vẽ cho bọn em thôi, nhưng mà cái hình này là trường hợp đặc biệt. Còn ở trong slide là cô vẽ trường hợp tổng quát ha, cái khung dây này nè. Đó, cái nó không có vuông góc với lại cái vector B, cái vector phát tuyến của khung dây nó không có song song với B, trường hợp tổng quát thì khung nó sẽ quay. Và nó quay thế nào mấy bạn xem trong đây ha. Đó. Thì nãy giờ là cô hướng dẫn những cái bài có khả năng liên quan đến lực ampere. À, rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang dạng bài lực Lorentz. Lực Lorentz thì mình sẽ có công thức đây. Mình có công thức nè. FL bằng Q tích có hướng V nhân B. Một lần nữa thấy tích có hướng thì dùng quy tắc bàn tay phải hôm trước học rồi nha, để xác định chiều của lực FL. Và chú ý ở đây dễ sai nhất là mấy bạn thường không để ý là quy dương hay quy âm ha. Thì ở đây mà dùng phiên bản khẩu súng chẳng hạn thì mình có ngón trỏ là V là cái vector đầu tiên nhân tích có hướng, ngón giữa là B thì cái ngón cái là F nếu như quy dương, còn quy âm thì cái F nó ngược chiều ngón cái, đó là quy tắc bàn tay phải. Còn độ lớn thì mình cứ lấy là F sẽ bằng quy V B nhân với lại sin alpha, alpha là góc hợp với V và B. Mà đây quan trọng là cái hệ quả của lực Lorentz là gì? Lực này nó luôn luôn á là tích có hướng mà, cái F mình phải vuông góc với V và với B, F phải vuông góc với V và vuông góc với B. Thì khi mà F vuông góc với V thì đóng vai trò lực hướng tâm. Lực hướng tâm là lực sinh ra do tốc hướng tâm, nó làm cho cái quỹ đạo của cái diện tích nó bị bẻ cong theo đường tròn hoặc theo đường xoắn ốc, tùy theo cái góc alpha ban đầu. Góc alpha 90 thì bẻ cong đường tròn, góc alpha khác 90 thì là đường xoắn ốc. Đó, đó là cái hệ quả của luật Lorentz. Thì bây giờ trong sách bài tập có rất nhiều câu liên quan luật Lorentz mà chủ yếu là câu hỏi lý thuyết thôi. Chứ còn bài tập của nó rất đơn giản. Vì sao nó đơn giản? Vì nó có mấy cái công thức này thôi à. Tính bán kính đường tròn, tính tần số quay, tính chu kỳ ha, là những cái câu hỏi cực kỳ đơn giản giống như cấp 3 vậy, không có gì hết. Nên chủ yếu là câu hỏi lý thuyết. Cô ví dụ về lực Lorentz á, bây giờ mình sẽ làm những câu hỏi lực Lorentz. Lực Lorentz quan trọng nhất, thứ nhất là xác định đúng chiều của lực Lorentz ha. Muốn xác định đúng chiều dùng tay phải và chú ý quy âm quy dương. Và thứ hai là chú ý của cái hệ quả của lực Lorentz. Câu 75. Bảy một combo 78 78 cộng với 69 một combo 71 và 74 một combo. Rồi, tất những cái câu hỏi về lực Lorentz trong sách là nó cứ na ná nhau nha. Mình nắm vững lý thuyết thì mình làm được tất cả các câu thôi. Chứ còn nó không có khó. Tám bảy tám một rồi, chừng đó là đủ to Lorentz rồi. Bây giờ mình sẽ làm bài
75, 77 trước. Sau mà anh 78, 69. Rồi 75, 77. Tuấn. Dạ. Áp quạt chưa? Dạ. Rồi vẽ cái hình không? Dạ có. À, bài này không vẽ hình hơi khó hình dung á. Mình phải vẽ đúng ba cái trục vì nó có câu trả lời liên quan đến trục. Trục X nè. Trục Y nè. Trục Z. Electron chuyển động với vận tốc theo hướng X dương. Rồi là V của nó là hướng và phải. Từ trường thì hướng theo trục Z dương. Z thì hướng ra khỏi màn hình. Đây là từ trường. Câu hỏi là lực từ tác dụng lên electron hướng theo chiều nào và bằng bao nhiêu? Đầu tiên, nãy cô nói rồi, một cái bí quyết nè. Lực Lorentz phải vuông góc với V và B. Phải vuông góc với V và B. Nhớ nha. Mình nhớ cái đó là mình có thể là coi như loại được nửa đáp án trong cái bài này rồi. Và trong bài này á, lực chỉ có thể hướng sao? Lên hoặc xuống, hoặc cũng có thể lực bằng không nha. Nhưng mà cái bài này thì nó không bằng không được. Vậy là cô nhìn vô là cô biết là đáp án nào rồi. Cô là đáp án C. Ờ, đáp án C. Biết luôn rồi đó. Nhưng mà đề này nó dễ quá, nó phải lắng lẽ phải cho như vậy. Nó phải cho cái đáp án A phải chỉnh lại như vậy nè. Hướng theo y âm. Vậy nó mới khó chứ. Đó, lực có thể A bằng không hoặc là hướng lên hướng xuống, hướng theo chiều y âm hoặc y dương. Bây giờ làm sao biết y âm hay y dương đây? Tuấn là dùng cái phiên bản nào để xác định hướng của chiều lực từ? Dạ, những phiên bản mà mình sẽ nắm từ V sang V thì chiều ngón tay là chiều của A. Xoay, cái xoay đi V tiến đến sang B đúng không? V nè, tiến đến B nè. Thì ngón cái là chiều của lực từ nếu như y dương. Rồi, vậy đây em đặt bằng tay phải làm sao? V tiến đến B. Thì cái ngón mình sẽ chỉ xuống dưới, nhưng do electron âm nên mình sẽ kết quả của cái FN sẽ là hướng lên. À, đúng rồi, đó thì đó làm theo phiên bản đó. Hoặc là phiên bản khẩu súng, ngón trỏ là V hướng qua bên phải, ngón giữa là B hướng ra ngoài màn hình. Mình sẽ thấy ngón cái á, là nó buộc phải hướng vậy, hướng xuống. Mà ngón cái hướng xuống thì F phải hướng lên để electron nó âm. Đó, thì một cái đề thi rất là đơn giản như vậy thôi. Chỉ là cách mình có thể sử dụng thuần thục bằng tay phải hay không. Tiếp theo 77. Electron chuyển động về hướng Bắc qua miền có từ trường B cũng hướng Bắc. Ờ, vậy thì electron sẽ như thế nào? Electron là nó sẽ không bị ảnh hưởng đến từ trường bởi vì góc tập của V với B bằng không. Ờ, ở đây từ trường và V nó cùng chiều. Mà khi hai vector cùng chiều thì tích có hướng là nó bằng không. Ha, vì công thức tích có hướng là phải, bởi vậy tại sao phải học thuộc công thức gốc. Ha, FL là phụ thuộc tích có hướng của V và B, FL bằng không. Điều có nghĩa là gì? Không bị ảnh hưởng bởi từ trường. Còn FL mà khác không, nó bị ảnh hưởng. Bị ảnh hưởng theo kiểu nào? Bị ảnh hưởng theo cái kết quả mà mình nhìn thấy bị ảnh hưởng là theo hai cách, hoặc là bị bẻ cong theo đường tròn, hoặc là bẻ cong theo đường sáng ốc. Tùy thuộc cái góc alpha nó bằng bao nhiêu ha. Rồi có mấy góc alpha mà lúc đó FL bằng không? Là hai góc là không biết 180. Hai góc là alpha bằng không hoặc là 180 thì không có FL. Tức là VB hoặc là song song cùng chiều hoặc song song ngược chiều. Cảm ơn bạn Tuấn, một cộng nữa cho bạn Tuấn. Rồi rất đơn giản, các bạn thấy câu hỏi được Lorentz không có khó đâu, nắm lý thuyết là làm được hết.
Chơi combo tiếp theo 78, 69. Mời bạn Xuân Trí. Dạ em nghe không? Đây. Electron chuyển động theo chiều X dương và miền từ trường Z dương. Giống với hình này. V hướng qua phải, B thì hướng ra khỏi màn hình. Khi nhìn từ một điểm trên trục Z dương, tức là mình để mắt mình ở đây, ngay trên Z dương nhìn về phía electron, đúng không? Thì mình sẽ thấy electron nó chuyển động như thế nào. À, câu này khó hơn chút xíu, nó liên quan cái hệ quả. Thưa cô, là nó sẽ chuyển động theo hình tròn trên mặt phẳng XY. Hình tròn trong mặt phẳng XY, tức là thay vì nó bay thẳng qua phải thì bây giờ nó sẽ bị bẻ cong lên hay là xuống? Dạ thưa cô, là xuống. Bẻ cong xuống, đúng rồi, nó sẽ bị bẻ cong xuống như thế này. Và nó sẽ tạo thành một cái đường tròn này, đúng không? À, tại sao em lại nhìn vậy? Ngược chiều kim đồng hồ. Ngược chiều kim đồng hồ, bẻ cong xuống hả? Dạ. Chiều kim đồng hồ. Rồi, tại sao em lại nghĩ như vậy? Dạ, tại vì lực Florence là lực hướng tâm. Nên lực Lorentz có hướng nào? Vậy lực Lorentz hướng nào, nhắc lại. Giờ cô, là lực Lorentz hướng ra, hướng lên. Hướng lên, rồi. Khi em có lực Lorentz hướng lên thì có nghĩa là em vừa nói đây là lực hướng tâm, đúng không? Nghĩa là cái tâm của cái quỹ đạo tròn nó phải nằm ở trên hay ở dưới? Tâm của quỹ đạo ở trên, ở trên. Ở trên, thế sao nãy em nói là bẻ cong xuống? Dạ, em nhầm. Đó, thấy chưa? Cái chỗ này bẻ, quan trọng. Dạ, bẻ cong lên, ngược chiều kim đồng hồ. Phải bẻ cong lên. Và ngược chiều kim đồng hồ. Nếu em bẻ cong suốt, làm sao mà nó ngược chiều kim đồng hồ được? Dạ. Đây, bẻ cong lên này. Đó, đang bay thẳng qua phải này. V của nó qua phải. Tự nhiên có cái F hướng lên vậy. Nó sẽ bẻ quỹ đạo đi lên. Bẻ cong lên. Và V thì vẫn phải hướng theo như cũ. V đang hướng qua phải thì tiếp tục hướng qua phải. Đó. Nên mình sẽ vẽ được cái V lúc mà nó tiếp tuyến với quỹ đạo nè. Đây, V nè, mình có thể vẽ thế này nè. Đó, nó tiếp tuyến quỹ đạo. Cái F này. Và trong quá trình mà bị bẻ cong lên, cái F nó có đổi chiều không? Dạ, có. Đổi sao? Dạ, nó luôn hướng về tâm. À, F phải luôn hướng về tâm và vuông góc với V. Dạ, tại vì V thay đổi nên là F. V đổi, F phải luôn luôn vuông góc với V. Và tất nhiên vuông góc với B không nói, mà B thì nó đứng nguyên rồi. Đó, ha. Bị bẻ cong lên này thành quỹ đạo tròn, gọi là quỹ đạo nằm trong mặt phẳng OXY và hướng ngược chiều kim đồng hồ. Câu 78 cũng là câu lý thuyết. Câu 69 cũng lý thuyết luôn. Từ trường tác dụng lực lên hạt điện. Dạ, câu này thì nếu mà từ trường không tác dụng lên hạt điện thì từ trường bằng không, mà từ trường bằng không thì cái sin không phải từ trường bằng không, mà nhiều khi á, từ trường có, từ trường không bằng không nhưng mà nó không tác dụng, có trường hợp đó không? Có trường hợp nó trùng nhau không cô? Vừa mới nói xong, bạn Túy Trí Tuấn vừa nói xong, từ trường mà song song với V á. Dạ, là nó không có, khi đó sin nó bằng không thì sin nó bằng không á, đúng rồi. Thì em đừng nói là từ trường không có, mà em nói là từ trường có nhưng mà nó không có lực gì, lực từ. Dạ. Nó không tác dụng lực Lorentz, không tác dụng lực từ, chứ không phải là từ trường không có nha. À, đừng có nhầm lẫn. Ờ, nhưng cái đó thì không liên quan, bây giờ đang nói câu này mà từ trường tác dụng lực lên hạt điện, giờ chọn đáp án thôi. Để thưa cô, là nó phải cắt rồi. À, từ trường phải cắt. Cắt dạ. Cái gì? À, hạt điện chuyển động cắt đường xuất trường. Nghĩa là sao? Câu này hiểu sao? Câu này nó phải tối nghĩa quá. Dạ, thì em cái công thức của cái từ trường á, nếu mà F bằng Q VB nhân sin của hai góc đó, mà nếu mà hai góc đó mà nó bằng không hoặc bằng 180 độ thì cái F nó bằng không. À, cắt tức là cái góc giữa V và B nó phải gì? Thưa cô, là phải khác không? Khác không với lại 180 thì gọi là cắt. Tức là V với B không song song á thì gọi là cắt, đúng không? Dạ. Giờ vậy là câu B, câu 69. Ồ, vậy là xong rồi đó hả? Rồi.
Ủa còn câu cu đê nghĩa là sao em? Dạ con dọc theo có nghĩa là không bằng không hoặc bằng 180 độ. Đúng rồi đó. Rồi Xuân Trí một cộng. Nãy giờ toàn câu đơn giản, thấy là câu rất là đơn giản, không có gì phức tạp. Chủ yếu là mình phải nắm vững lý thuyết thôi. Tiếp theo 71, 74. Rồi Khôi nói đi. Em dạ câu 71 thì là em chọn D là từ trường không thể làm thay đổi động năng của điện tích. Lý do? Thì đầu tiên là em loại câu A là vì theo luật thì lực theo thì sẽ có lực Lorentz tác dụng lên điện tích. Thì, đúng rồi. Thì nó sẽ có lực Lorentz tác dụng thì nó cũng thể nó sẽ làm thay đổi vận tốc của điện tích. Đây, loại câu A và câu B luôn. Tại sao lại thay đổi vận tốc điện tích? Thì có lực tác dụng lên điện tích thì điện tích có thể dịch có thể thay đổi vận tốc Di chuyển. Cái này là định luật của Newton đúng không? Có lực thì có gia tốc, có gia tốc thì là vận tốc đổi. Còn động lượng thì em cũng chưa biết giải thích. Động lượng công thức là gì? B bằng động lượng là công thức cơ bản mà quên rồi hả? B bằng m nhân v vận tốc thay đổi thì cũng sẽ làm thay đổi. Đúng rồi, đó rất đơn giản. B C đi với nhau một cặp. Vậy câu D làm sao làm thay đổi động năng được hay vậy? Em loại không loại đáp án không thể làm thay đổi động năng. Tại sao nó không thể làm thay đổi động năng? Ủa vận tốc nó làm đổi được mà tại sao nó không đổi động năng được? Em thấy câu B với câu D nó có mâu thuẫn không? Giải thích tại sao em lại loại câu C mà loại câu B mà lại chọn câu D? Từ trường không thể làm thay đổi vận tốc. Ủa từ từ, phải vậy em đang nói loại với lại không loại nên làm cô cũng bị rối não theo. Từ trường không thể làm cái gì? Tức là ABC là nó có thể làm. Rối não. Tức là nó có thể thay đổi vận tốc, nó có thể thay đổi động lượng, có thể tác dụng lực. Nhưng tại sao nó không thay đổi động năng? Nó một hồi cô rối không thể với có thể. Giải thích nè. Thì là chưa trả lời được rồi. Bạn nào trả lời được câu này? Tại sao không thể làm thay đổi động năng mà lại có thể thay đổi vận tốc? Trong khi động năng với vận tốc thì nó liên quan với nhau cơ mà. Câu này khó hả ta? Nào để câu này cô nói nè. Cô tưởng câu này nó nhiều bạn biết chứ. Bây giờ từ trường nè. Mình mới học hệ quả xong. Nó đóng vai trò lực gì? Đúng. Cô là cái này mà tôi xin lỗi là từ trường không thể làm thay đổi động năng là bởi vì mình có cái công thức Lorentz á, tức là FN bằng QVB, tức là FN nó phải tương gốc với lại VB mình đó, mà FN thì nó là lực hướng tâm, tức là nó sẽ gây ra gia tốc thôi mà gia tốc thì nó sẽ tức là gia tốc nó tương gốc với cái vận tốc thì nó không thể gây ra được cái động năng đó cô. Tại sao vẫn chưa rõ lắm? Để hơn cơ lợi thì chạy lực nó vuông góc cái vận tốc mà muốn thay đổi vận tốc thì nó phải cùng chiều thì nó mới phải thay đổi vận tốc được rồi.
cũng chưa rõ lắm. Đây, bạn Tuấn nói có đúng đó nhưng mà chưa có rõ. Tức là đây mình nói là lực Lorentz sau công thức là nó vuông góc với V. Nó đóng vai trò là lực hướng tâm. Mà lực hướng tâm thì theo định luật 2 nó sinh ra gia tốc gì? Gia tốc hướng tâm. Mà gia tốc hướng tâm là đặc trưng cho sự thay đổi của cái gì? Của cái gì? Của chuyển động tròn. Phương chiều chuyển động tròn là phương chiều của cái gì? Của vận tốc. À, tức là lực Lorentz nó sẽ làm thay đổi cái phương chiều của vector vận tốc. Nhưng nó có thay đổi độ lớn của vector vận tốc không? Có hay không? Không. Hai là Lorentz nè. Tại sao nó làm thay đổi vận tốc? Bởi vì là vì nó thay đổi, nhìn vào trong cái chỗ của đôi cỏ nè. Từ trường của nó làm thay đổi vận tốc vì nó thay đổi gì? Phương chiều của vận tốc. Vector vận tốc. Nhưng tại sao nó không làm thay đổi động năng? Bởi vì là nó gây ra gia tốc hướng tâm, nó không thay đổi độ lớn của vận tốc. Bởi vì nó là, cô nói lại một nữa nha, nó là lực hướng tâm, nó chỉ thay đổi được phương chiều của vận tốc, nó không thể thay đổi được độ lớn của vận tốc. Mà động năng thì phụ thuộc vào độ lớn của vận tốc, chứ nó không phụ thuộc vào phương chiều, vì động năng là đại lượng vô hướng, nó phụ thuộc vào tốc độ ha, 1/2 mv bình không có dấu vector ha. Động năng phụ thuộc vào tốc độ, mà ở đây tốc độ không đổi được ha, trong cả quá trình chuyển động dù là tròn hay xoắn ốc, tốc độ không đổi, chỉ có phương chiều của vận tốc là đổi thôi, cho nên mình mới có quỹ đạo cong như thế này nha. Đó lý do tại sao vận tốc thì đổi phương chiều, động lượng cũng là đại lượng vector, nó cũng đổi phương chiều như vận tốc, nhưng mà động năng thì là vô hướng, nó không có thay đổi độ lớn được ha, cho nên mới nói từ trường không thể làm thay đổi động năng. À, đọc cái câu này á, nghĩ một hồi nhiều khi cô cũng bị nhầm lẫn, tại có cái chữ không thể nằm trên trên đáp án à, rất dễ gây nhầm lẫn nè. Các bạn hiểu chưa? Rồi đó là một cái câu mà nói chung là cơ bản đó nha, chứ không phải câu khó đâu nha. Rồi tiếp theo còn câu gì nữa? 74 hả? 74 thôi, cô đang làm nè. Dạ thì câu này thì mình áp dụng quy tắc cây súng. Cây súng cũng được. Mình dạ. Có một cái ống, cái ống bên trong đó nó tưởng tượng giống như vậy nè, có cái ống như vậy nè. Đó, xong ở phía cuối ống có một cái màn hình quang là một cái vật liệu mà khi electron nó đập vô á thì nó sẽ làm cho cái điểm trên cái màn này nó phát sáng. Ha, gọi là màn hình quang ha, electron đập vô nó sẽ làm cho cái chỗ đập vô nó phát sáng, gọi là màn hình quang. Rồi mục đích của cái màn hình quang là để phát hiện vị trí của electron ra đập vô đó, mục đích là vậy. Rồi mình có cái chùm electron bay theo phương ngang đập vào màn hình quang ở cuối ống. Bài này là bài ứng dụng nè. Đây, bay theo phương ngang đập vào cái màn hình quang. Trên đường đi các electron đi vào miền có từ trường thẳng đứng hướng xuống. Electron bay vào cái vùng từ trường hướng xuống thế này. Câu hỏi là vết trên màn hình quang sẽ bị lệch về hướng nào? Tức là trong khi mà nó bay mà gặp từ trường, liệu nó có bị thay đổi quỹ đạo không? Thì khi thay đổi quỹ đạo thì nó sẽ đập vào cái màn hình quang ở các vị trí nào? Ở ngay cái đường đây, đường thẳng qua hay là lên hay là xuống hay qua trái hoặc phải? Ý là câu hỏi là như vậy. Rồi giải thích đi em. Bây giờ mình áp dụng quy tắc cây súng thì ngón cái sẽ là y thì y để cho làm gì có y làm gì có y không phải y mà miền từ trường thẳng đứng hướng xuống là y hướng qua phải, rồi thì em áp dụng khẩu súng để làm cái gì?
mục đích của em. Rồi hết giờ rồi cho nên là thôi cô nói nhanh ha. Mục đích của mình là gì? Mình phải tìm được cái lực Lorentz tác dụng là electron đúng không? Thì dùng cái khẩu súng hay gì cũng được hết. Khẩu súng nhắc lại là ngón trỏ là V, ngón giữa là B, ngón cái là F nếu như quy dương. Thì ở đây mình sẽ thấy là nếu mà ngón trỏ là V hướng qua phải, ngón giữa là hướng xuống thì ngón cái của cô nó đi vào màn hình. Nhưng mà electron nó âm cho nên là F nó sẽ hướng ra màn hình. Rồi khi mà có F hướng ra rồi thì mình sẽ biết được chuyện gì xảy ra nè. Electron thay vì nó bay thẳng thế này, tự nhiên nó gặp một cái F hướng ra. Tức là trong quá trình nó trong bay thẳng, nó bị một cái F kéo nó lệch qua bên bên phải. Nếu mà nhìn từ từ phía dưới này nhìn qua đó, nhìn từ từ phía bên trái này nhìn qua bên phải á, thì mình thấy là cái F nó hướng qua phải. Còn mình nhìn vào màn hình, mình thấy F nó hướng ra khỏi màn hình. Đó, thì cái vết trên màn hình qua nó sẽ lệch làm sao? Nó lệch theo chiều của F. Nó lệch bên gì? Bên phải. Và bên phải khi nhìn từ nguồn nó trong, tức là nhìn từ trái qua phải, mắt mình đặt ở đây nè, mình nhìn qua đây nè, mình thấy nó trong lệch qua phải vì cái F nó hướng qua phải ha. Còn mình nhìn vào cái màn hình thì mình thấy là nó sẽ lệch về phía ngoài màn hình. Đó là một cái câu hỏi nói về cái gì, mục đích chính của câu hỏi này là phải xác định đúng chiều của F, đơn giản vậy thôi. Và trong không gian ba chiều thì khi có cái F rồi mình phải biết là electron nó bị kéo lệch về phía nào. Và quỹ đạo của electron trong trường hợp này cũng là đường tròn nhé. Nó lệch qua phải, nó tạo thành một cái đường tròn như thế này nè. Thay vì nó bay thẳng qua phải thì bây giờ nó sẽ tác dụng một cái. Đây, tưởng tượng này nè. Nó đang bay thẳng này. Có cái F hướng ra ngoài màn hình, kéo electron bay ra ngoài màn hình. Nên nó sẽ tạo thành một cái quỹ đạo tròn như thế này. Đường tròn nó nằm song song với mặt đất nhé. Đây, nó quay này. Và nếu mà màn hình qua mà đặt trên quỹ đạo này thì nó sẽ electron đặt vào cái màn hình quang đó, nó sẽ lệch qua phải. Rồi một câu hỏi lý thuyết cũng xong thôi, cô nghĩ như vậy là đủ rồi đó, tại vì cũng tất cả các câu hỏi liên quan lực Lorentz nó ná nhau như vậy đó mấy bạn. Quan trọng nhất mấy bạn phải xác định đúng cho cô cái chiều của lực Lorentz ha. Nãy giờ bàn tay phải xài hoài luôn đó, xác định đúng cái chiều lực Lorentz rồi sẽ ra được những cái đáp án thôi. Coi như là mình giải quyết xong những cái dạng bài cơ bản nhất và cũng là quan trọng nhất rồi đó ha. Rồi mấy bạn có câu hỏi gì không? Tuấn. Cô ơi, cho em hỏi là cái phần lĩnh cực điện mình đâu có thi với cô, tại em thấy cái bài tập mà không thấy tôi dễ. Sao Tuấn? Phần lĩnh cực điện mình không có thi với cô. Ai lĩnh cực điện bỏ đi em. Dạ, với lại cái phần tích phân từ trường thì nó khó quá, nó cũng không bỏ luôn. Bỏ luôn. Các bạn khác có hỏi gì không? Bốn năm thì chắc là đâu có bỏ gì đâu, còn học hết luôn. Không, bốn năm học hết em. Bỏ cái phần mà entropy trao đổi á. Nếu mà bạn không hỏi gì nữa thì mình nghỉ ha, rồi tuần sau mấy bạn coi cái lịch báo cáo để báo cáo đúng giờ nha. Rồi nếu bạn nào có câu hỏi gì thì có thể gửi mail cho cô cũng được. Rồi chào cả lớp ha.